xin chào các bạn mình là thu huyền chào mừng các bạn đến với chương trình radio toàn cầu hóa và hôm nay mình sẽ mang đến một tin tốt trong lĩnh vực y tế tập podcast mang tên trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh thành công và hy vọng hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ nhé Cách đây không lâu, mình đã bắt gặp bài báo với tiêu đề Công nghệ AI cứu sống trẻ dị tật tim bẩm sinh từ bào thai. Đó là câu chuyện của chị Ngọc Diễm, 32 tuổi, trú tại Long An, với bao cảm xúc nghẹn ngào khi ôm trong tay mình đứa con gái bé bỏng. Ở tuần thai thứ 16, khi diêu âm tim thai tại bệnh viện đã phát hiện bất thường, thai mắc một bệnh lý nguy hiểm, hiếm gặp với tỷ lệ 1% trong các bệnh suy tim bẩm sinh bệnh nhi có nguy cơ hở van ba lá nặng dẫn đến suy tim nhanh chóng sau sinh, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng. Những tưởng cơ hội đã không còn, song thật may mắn, nhờ kỹ thuật siêu âm tim bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo với khả năng dựng hình cấu trúc tim từ bào thai nhỏ trong không gian 4 chiều, các bác sĩ bệnh viện đa khoa tâm anh đã kịp thời chẩn đoán tin lượng tình trạng bệnh nhi từ trong bào thai và đưa ra hướng điều trị thích hợp. Bài báo kết lại với một tin vui, thai nhi đã chào đời an toàn ở tuần thai thứ 39, cân nặng 2,9 kg, bé được chăm sóc tích cực và khi tròn 7 tháng tuổi, bé đã được phẫu thuật thành công và hiện tại phát triển khỏe mạnh. Câu chuyện khiến mình nhớ lại hình ảnh một người chị cùng quê đau đớn tột cùng vì mất con do bệnh tim bẩm sinh. Không chỉ chị mà rất nhiều bà mẹ đã không có cơ hội cứu con thoát khỏi án tử do bệnh lý này khó chẩn đoán được từ sớm theo giáo sư nguyễn duy ánh giám đốc bệnh viện phụ sản hà nội đây cũng là dị tật bị bỏ sót nhiều nhất trong siêu âm sàng lọc trước sinh do tính đặc thù chuyên khoa bởi vậy khi đọc được bài báo mình không khỏi bất ngờ và xúc động ai thực sự có thể đem lại những tiến bộ to lớn như vậy sao là câu hỏi mình đã bật lên ngay lúc đó và đây cũng chính là điều đã thôi thúc mình tìm hiểu sâu hơn về trí tuệ nhân tạo trong y tế và đặc biệt trí tuệ nhân tạo trong trần đoán hình ảnh Thật vậy, trong thời gian 5 năm trở lại đây, đặc biệt là giai đoạn từ sau dịch Covid-19, ứng dụng trí tuệ nhân tạo artificial intelligence, gọi tắt là AI đã tạo nên nhiều bước đột phá lớn cho nền y học hiện đại. Đối với chẩn đoán hình ảnh, AI đã trở thành trợ thủ đắc lực của các bác sĩ, mở ra một kỷ nguyên mới với đầy hy vọng về những công nghệ tiến bộ trong tương lai. Và trong tập podcast này, mình sẽ đồng hành cùng các bạn để tìm hiểu những thông tin mới nhất về thành tựu cũng như những tiềm năng của việc ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh dựa trên những công nghệ hiện đại. AI được kỳ vọng không chỉ là một ứng dụng khoa học mà còn mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội cũng như sức khỏe cộng đồng. Bạn có từng tò mò Ai là người đầu tiên thực hiện kỹ thuật trần đoán hình ảnh và bước ngoặt nào đã khiến AI mang lại cho ngành những đột phá không? Trước tiên, chúng ta sẽ cùng ngược dòng lịch sử và tìm hiểu đôi nét về tia x cũng như sự ra đời của ngành trần đoán hình ảnh. Quay lại với thời điểm năm 1895, Wilhelm Conrad Rogan chính là nhà vật lý đầu tiên đã khám phá ra tia x nhờ có phát hiện của ông, lần đầu tiên các bác sĩ đã có thể nhìn thấy bên trong cơ thể người mà không cần phẫu thuật. Phát kiến này cũng đã mở ra lịch sử cho ngành chẩn đoán hình ảnh, nói một cách dễ hiểu hơn là chẩn đoán bệnh lý thông qua hình ảnh, viết lên một trang mới cho sự phát triển của y học trên toàn cầu. Tuy nhiên, việc áp dụng tia X cũng như các kỹ thuật khác trong chẩn đoán hình ảnh nhằm quan sát hình thái chức năng các cấu trúc bên trong cơ thể người đã phải đi một chặng đường dài để đạt đến hiệu quả mạnh mẽ như bây giờ và trí tuệ nhân tạo chính là một trong những công cụ hiệu quả nhất hỗ trợ cho công việc này Mặc dù ý tưởng về trí tuệ nhân tạo đã có từ hàng nghìn năm trước với những hình ảnh giả lập về một cỗ máy có thể tự hoạt động, nhưng phải đến năm 1956, nó mới chính thức được nhà khoa học người Mỹ John McCarthy mô tả và trở thành một dấu ấn vĩ đại cho nhân loại. Thuật ngữ này dùng để mô tả việc sử dụng máy tính và công nghệ để mô phỏng hành vi thông minh cũng như tư duy phản biện tương đương với con người. Ở giai đoạn này, trong chẩn đoán hình ảnh AI đã được sử dụng nhằm mục đích lưu trữ phim X quang và số hóa dữ liệu tin học lâm sàng cũng như những hồ sơ y tế. Những thành tựu đầu tiên này đã đem lại những sự thay đổi tích cực trong y tế khi mà bác sĩ không cần phải quản lý một tá những giấy tờ sổ sách nữa. Không dừng lại ở việc lưu trữ, AI còn được kỳ vọng trong việc giải đoán và phân tích hình ảnh y tế và sự phát triển lần lượt của machine learning, học máy cùng deep learning, học sâu đã góp phần cho bước tiến lớn này của ngành. Trong giai đoạn những năm 2000, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song cả hai công nghệ đều chưa thực sự đem lại đột phá đáng chú ý bởi sức mạnh tính toán và kỹ thuật chưa đủ để xử lý những hình ảnh y tế phức tạp, mà đơn thuần chỉ giữ vai trò phân loại hình ảnh dựa trên những thuật toán đã được học. Cho đến năm 2014, một bước ngoặt lớn đã diễn ra khi AI tạo sinh, Generative AI ra đời nếu như bạn từng nghe đến chat gpt thì ai tạo sinh chính là công nghệ đứng đằng sau nó nó một cách đơn giản nếu như trí tuệ nhân tạo có thể phân loại hoặc xác định dữ liệu nhờ vào các thông tin đã được học trong quá khứ thì ai tạo sinh có thể sáng tác và sinh ra nội dung như ảnh video âm thanh mã cốt văn bản dựa trên những dữ liệu đã được đào tạo trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh y tế ai tạo sinh đã tạo nên bước đột phá lớn trong việc tự động hóa phân tích hình ảnh đến đây có thể các bạn sẽ thắc mắc bằng cách nào mà ai có thể thực hiện được nhiệm vụ trên câu trả lời là việc đào tạo ai sẽ trải qua rất nhiều bước và trong một khoảng thời gian dài bắt đầu từ việc thu thập phim chụp từ các bệnh viện gán nhãn và chú thích hình ảnh một cách chính xác những công việc này sẽ được thực hiện bởi các bác sĩ cũng như các chuyên gia, sau đó họ sẽ huấn luyện mô hình AI bằng những dữ liệu đã chuẩn bị trên để máy học cụ thể là học cách nhận biết hình ảnh của các mô khỏe mạnh và các mô có điểm bất thường, từ đó tự động phân tích tương tự đối với phim chụp của bệnh nhân. Với sức mạnh tính toán được tăng tốc và bộ dữ liệu lớn, AI tạo sinh sử dụng các mô hình tổng quát nhằm phân đoạn hình ảnh để đánh giá vùng tổn thương, đồng thời tổng hợp hình ảnh và khử nhiễu phim chụp, cụ thể là tái tạo và nâng cao chất lượng hình ảnh giúp tăng khả năng hiển thị của các chi tiết nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho bác sĩ lâm sàng đánh giá chính xác. Thêm vào đó, AI tạo sinh có thể đưa ra những dự đoán và phát hiện các điểm bất thường khi phân tích phim chụp của bệnh nhân, phân loại mức độ nghiêm trọng của bất thường. Công nghệ mới này đã mang lại kết quả tích cực trong việc hỗ trợ y bác sĩ, đặc biệt đem đến lợi ích lớn trong chẩn đoán sớm và chính xác các căn bệnh nguy hiểm, làm tăng cơ hội sống sót cho bệnh nhân. Có thể nói, công nghệ AI tạo sinh đã và đang chứng minh tốc độ phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tạo ra những thành tựu và đột phá lớn trong y tế nói chung và chẩn đoán hình ảnh nói riêng. Vậy, những thành tựu đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của podcast nhé. Sự phát triển của AI đã thực sự tác động một cách tích cực đến ngành chẩn đoán hình ảnh. Ứng dụng AI không chỉ khiến hiệu quả y tế gia tăng đáng kể, khối lượng công việc khổng lồ của bác sĩ được giảm bớt, mà trên hết, bệnh nhân mắc những bệnh lý nguy hiểm đã có nhiều hy vọng hơn trong việc chẩn đoán sớm và điều trị bệnh. Trước hết, mình muốn đề cập tới một trong những đột phá quan trọng nhất của AI trong chẩn đoán hình ảnh, đó là việc chẩn đoán sớm các bệnh lý nguy hiểm. Như các bạn đã biết, đối với những căn bệnh nan y như ung thư, thời gian phát hiện bệnh có ý nghĩa rất lớn, tỷ lệ thuận với khả năng chữa trị và tỷ lệ sống sót của bệnh nhân. Vậy thì bằng cách nào công nghệ AI có thể hỗ trợ trong vấn đề này? Để làm rõ về nội dung nêu trên, mình sẽ lấy ung thư phổi làm một điển hình minh họa theo thống kê về dịch tễ bệnh ung thư toàn cầu của Global Can, trực thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO năm 2020, ung thư phổi đứng thứ hai về tỷ lệ mắc mới và là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất trong số các bệnh ung thư trên toàn cầu. Đáng nói, theo Phó Giáo sư Thạc sĩ Nguyễn Viết Nhung, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương Việt Nam, tỷ lệ sống thêm của bệnh nhân khác biệt rất cao trong từng giai đoạn. Ví dụ, Phát hiện ở giai đoạn 1 thì tỷ lệ sống trên 5 năm khoảng 70%, trong khi đó nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn 3 hay giai đoạn 4 thì chỉ có 10%, cao nhất là 25% người bệnh sống thêm trên 5 năm. Bởi vậy, việc sàng lọc và phát hiện bệnh từ sớm là vô cùng cấp thiết song theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch CDC Mỹ, việc phát hiện ung thư sớm gặp nhiều khó khăn, ngay cả khi kiểm tra thường xuyên bởi bác sĩ khó có thể nhìn hoặc sờ thấy ung thư phổi. Vào thời điểm các triệu chứng xuất hiện, gồm ho dai dẳng hoặc khó thở, ung thư đã tiến triển và khó điều trị. Và ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh chính là giải pháp cho vấn đề nan giải này, bằng cách tận dụng các thuật toán và phân tích tự động chỉ thông qua kỹ thuật chụp x quang ngực cơ bản, AI đã giúp phát hiện các nốt sần ở phổi và đánh dấu trên phim chụp dù là nốt nhỏ nhất. Ngoài ra, hệ thống có thể hỗ trợ phân biệt giữa khối u ác tính và lành tính, góp phần chẩn đoán chính xác hơn. Tiến sĩ bác sĩ Đào Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lâm Sàng, trưởng khoa điều trị theo yêu cầu Bệnh viện K cho hay. Tại Việt Nam, đánh giá điều trị ung thư phổi đang có nhiều bước tiến mới với nhiều công cụ sàng lọc sớm điển hình như AI giúp nhận diện tổn thương u hiệu quả, ít bỏ sót so tổn thương. Trước đây, 70% bệnh nhân phát hiện giai đoạn muộn, thời gian sống không dài. Nay, tỷ lệ giảm nhờ tầm soát phát hiện sớm, giảm bớt gánh nặng cho y tế. Bác sĩ cũng cho rằng tầm soát sớm là chìa khóa giảm tỷ lệ tử vong, thậm chí khỏi bệnh nếu phát hiện điều trị sớm điều đáng mừng là không chỉ riêng ung thư phổi ai cũng được triển khai sâu rộng trong chẩn đoán nhiều bệnh lý nguy hiểm khác như ung thư vú tim mạch một số bệnh lý về gen đường tiêu hóa gan mật mở ra hy vọng và cơ hội phát hiện sớm cũng như điều trị bệnh thành công cho nhiều bệnh nhân Bên cạnh hỗ trợ chẩn đoán sớm, việc áp dụng sâu rộng AI trong chẩn đoán hình ảnh còn làm tăng hiệu quả y tế một cách đáng kể, hỗ trợ chẩn đoán nhanh hơn và giúp làm giảm khối lượng công việc khổng lồ của các bác sĩ. Để hiểu rõ hơn về thực trạng tại Việt Nam, mình đã có một cuộc trao đổi thông tin với tiến sĩ, bác sĩ Trịnh Tú Tâm, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Anh chia sẻ. Với cái đối tượng ở Việt Nam, mình rất là đông, không đúng. giống như ở nước ngoài nên là nước ngoài thì họ, có thể một bác sĩ một ngày chỉ làm và vài cho đến vài chục bệnh nhân thôi thì cái thời gian người ta dành cho của một bệnh nhân rất được nhiều thì ở đây thì mình số lượng bệnh nhân rất là đông nếu như mà có cái áp dụng AI đấy vào thì nó sẽ hỗ trợ cho người bác sĩ bớt cái xa sót đi thêm vào đó qua trò chuyện Bác sĩ Tâm cũng chia sẻ, từng là nguyên trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Việt Xô. Theo như lời anh kể, một ngày đi làm của bác sĩ tại bệnh viện Việt Xô thường kéo dài từ sáng sớm đến tối mịt, tổng số phim chụp mà một bác sĩ phải đọc và chẩn đoán lên tới hàng trăm ca, riêng X-quang phổi có ngày vài trăm ca, dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi và giảm tập trung khi phải nhìn vào màn hình quá lâu tại bệnh viện đa khoa hồng ngọc với máy móc tích hợp công nghệ ai hỗ trợ chẩn đoán công việc của bác sĩ đã thực sự được giảm bớt ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã sàng lọc và chỉ ra những bất thường giúp tiết kiệm thời gian giảm thiểu sai sót và đặc biệt là giảm tải công việc cho bác sĩ trên thế giới, một trong những nghiên cứu tiêu biểu được thực hiện vào tháng 4 năm 2023 bởi Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc với sự tham gia của 11 bác sĩ X quang và tổng thời gian đọc phim là 4 tháng. Kết quả cho thấy, so sánh thời gian đọc giữa tình trạng không sử dụng AI và có sự hỗ trợ của AI trong đọc phim chụp có sự khác biệt đáng kể, trung bình ước tính thời gian đọc thông thường là 14,8 giây và khi có sử dụng AI là 13,3 giây, tức là đã giảm 1,5 giây cho mỗi lần đọc. Với thực trạng nhu cầu chẩn đoán hình ảnh y tế đang tăng với tốc độ nhanh chóng, đồng nghĩa với sự gia tăng gánh nặng công việc của bác sĩ X quang, AI có thể là giải pháp tiềm năng khi hỗ trợ giúp làm giảm thời gian làm việc của họ. Tại Việt Nam, nghiên cứu về AI nói chung và ứng dụng AI trong y tế nói riêng đã xuất hiện từ 20 năm trước, nhưng hầu hết chúng chỉ là lý thuyết. Trong 5 năm trở lại đây, sự bùng nổ của dữ liệu lớn và năng lực tính toán đã giúp các mô hình AI đạt được những bước tiến vượt bậc. Nhiều máy móc hiện đại có ứng dụng AI hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh và điều trị bệnh đã được ứng dụng ngày càng sâu rộng vào thực tiễn tại các cơ sở y tế. Nhờ đó, góp phần giảm thiểu thời gian và chi phí khám chữa bệnh, đồng thời hỗ trợ giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực y tế. Trong số những thành tựu Việt Nam bước đầu gặt hái được trên phương diện này, nổi bật phải kể đến Doctorate for Radiology, được phát triển bởi tập đoàn Vingroup năm 2020. Đây là nền tảng trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh trong các tác vụ như tầm soát tổng thể x quang ngực, CT bụng, chẩn đoán điều trị ung um thư, với khả năng hỗ trợ chẩn đoán 20 dấu hiệu bất thường về bệnh lý tim, phổi, xương dựa trên hình ảnh x quang ngực với độ chính xác trên 88% trong vòng 5 giây. Dr. Red đã trở thành điểm sáng cho mục tiêu hỗ trợ chẩn đoán bệnh một cách hiệu quả và tránh sai sót trong quá trình khám chữa bệnh tại Việt Nam. Đặc biệt, ngày 20 tháng 2 năm 2024 vừa qua, VinBrain đã chính thức ký thỏa thuận thương mại với Quỹ Toàn cầu nhằm chuyển giao công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp sàng lọc và phát hiện lao phổi, trở thành đơn vị duy nhất được chọn ký thỏa thuận này với Quỹ Toàn cầu trong năm 2024. Song, bên cạnh đó, mình chú ý hơn cả đến tính nhân văn trong nền tảng này của VinBrain, cụ thể là những tác động của Dr đến với xã hội và sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Nhắc đến Dr. Red, không có gì trực tiếp hơn việc hỏi chính những người đã phát triển ra sản phẩm này. Vì vậy, mình đã tìm gặp và may mắn có cơ hội trao đổi trực tiếp với chị Nguyễn Thanh Thư, chuyên viên AI xử lý hình ảnh thuộc Phòng Khoa học ứng dụng công ty VinBrain. Chị cho hay, Hiện nay thì với ứng với việc ứng dụng AI vào chẩn đoán hình ảnh thì việc chẩn đoán hình ảnh sẽ trở nên hiệu quả hơn và cũng tiết kiệm thời gian hơn. Đồng thời thì nó sẽ giúp giảm bớt được một số xét nghiệm nên là sẽ giảm được một số chi phí khám chữa bệnh. Tôi nghĩ rằng điều này thì sẽ giúp tăng tính tiếp cận của y học hiện đại đến với nhiều đối tượng người dân hơn và phần nào thì sẽ đem lại sự bình đẳng trong chăm sóc y tế đây quả thực là một tín hiệu đáng mừng khi chi phí và điều kiện tiếp cận y tế đang là một trong những rào cản lớn đối với nhiều người dân tại Việt Nam. Bên cạnh Dr. Red cũng đã có thêm những máy móc y tế có ứng dụng AI đã và đang tiếp cận đến với những người dân ở vùng sâu vùng xa của tổ quốc. điển hình là câu chuyện về việc lắp đặt máy X-quang kỹ thuật số tích hợp trí tuệ nhân tạo cho người dân tại vùng đảo Thạnh An. Đây là một xã đảo nghèo thuộc huyện Cần Giờ, nằm cách Sài Gòn 70 km về phía đông và nhiều năm nay, xã đảo xa xôi này chỉ có một bác sĩ. Lắng nghe những chia sẻ của anh về ngày đầu tiên lắp đặt máy móc trên đảo, mình không khỏi xúc động. Anh kể lại, bà con đã đứng xếp hàng dài từ sáng sớm vì sợ máy chụp chỉ ở đây một thời gian ngắn, giống như những đoàn khám bệnh thiện nguyện thường đến rồi lại đi ngay và ngày mai, cơ hội của họ sẽ không còn nữa, họ sẽ lại phải vượt một chặng đường rất xa mới có thể đến được cơ sở y tế và để khám chữa bệnh. Sau 4 tháng đưa máy vào hoạt động, đã có 222 bệnh nhân tại xã Đảo sử dụng máy chụp X quang ứng dụng AI để thăm khám, đặc biệt là những người lớn tuổi đã có bệnh lâu năm do không đủ điều kiện kinh tế và sức khỏe và đất liền để được thăm khám thì việc có máy chụp tự động tại đảo quả thực là một điều vô cùng ý nghĩa có thể nhận thấy Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ trong việc tiếp thu, ứng dụng công nghệ cao cũng như trí tuệ nhân tạo nhằm hiện đại hóa và tạo bước phát triển bền vững cho ngành y tế, từng bước khẳng định vị thế của nước ta trên bản đồ công nghệ y khoa thế giới. Thêm vào đó, bằng việc ứng dụng những công nghệ mới này, chúng ta kỳ vọng sẽ có nhiều hơn nữa những xã đảo, những huyện miền núi khó khăn và xa xôi được tiếp cận với y tế hiện đại và được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. sức mạnh của trí tuệ nhân tạo đang gây tiếng vang lớn trên nhiều lĩnh vực riêng với lĩnh vực y tế tác động của nó hứa hẹn sẽ thực sự thay đổi cuộc sống từ chăm sóc bệnh nhân đến nghiên cứu lâm sàng phát triển thuốc và bảo hiểm các ứng dụng ai đang cách mạng hóa cách thức hoạt động của ngành y tế nhằm giảm chi phí y tế và cải thiện quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân chia sẻ về tiềm năng của việc ứng dụng ai trong trần đoán hình ảnh tiến sĩ bác sĩ trịnh tú tâm cho hay phải nói nhé, nhà đi ngành mà gắn với nhiều trang thiết bị hiện đại nhất nên là cái việc mà có công nghệ ai là cái việc cực kỳ cần thiết hai à, mà cũng cũng đi cùng với cái xu thế chung nên mà cái đối tượng bệnh nhân của việt nam mình thì cũng sẽ càng ngày càng đông bởi vì người ta càng quan tâm sức khỏe người ta càng quan tâm đến cái vấn đề trước đây là có khi phải có bệnh bệnh nặng rồi có khi mới đến viện bây giờ cả cái vấn đề kiểm tra sức khỏe định kỳ người ta cũng đã quan tâm chăm sóc hơn rồi với nhu cầu khám chữa bệnh gia tăng không chỉ ở riêng Việt Nam mà trên toàn thế giới, việc phát triển ứng dụng AI là điều tất yếu với mục tiêu nâng cao chất lượng y tế, đảm bảo cuộc sống bình ổn cho tất cả mọi người. Chị Thanh Thư thuộc công ty Vinbrain cũng nhấn mạnh rằng các sản phẩm có sử dụng AI hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh y tế như Doctrek đang ngày càng được các công ty tập trung phát triển và có tiềm năng mở rộng hơn nữa tại các bệnh viện tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh tại Việt Nam nhằm tiếp cận với nhiều đối tượng người dân hơn và đặc biệt nhằm mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trên thế giới, rất nhiều nghiên cứu đã và đang ở trong quá trình thực hiện để đào tạo ra những mô hình AI với các chức năng và tác vụ khác nhau nhằm hỗ trợ tại các cơ sở y tế. Cụ thể, giáo sư Curtis Langless, khoa X quang, trường đại học Stanford cho biết phần mềm trợ lý ảo hiện đang được nghiên cứu nhằm thay thế các phụ tá bác sĩ trong việc phân tích hình ảnh phim chụp phát thảo trước một báo cáo và gửi đến các bác sĩ x quang để đưa ra kết luận cuối cùng cho quá trình trần đoán hình ảnh Số liệu cho thấy, trung bình các bác sĩ dành khoảng 15 giờ mỗi tuần để làm những công việc hành chính không thực sự liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân. Vì vậy, ứng dụng này có thể giúp bác sĩ tập trung hơn vào bệnh nhân hoặc các tác vụ chuyên môn có thể mang lại lợi ích cho bệnh nhân, đồng thời đạt được năng suất và hiệu quả tốt hơn trong công việc chẩn đoán. Tại Việt Nam, việc triển khai trí tuệ nhân tạo trong y tế còn một số khó khăn như thiếu nguồn kinh phí, nguồn nhân lực chuyên trách để vận hành hệ thống máy móc và phần mềm tích hợp AI. Xong, các bệnh viện vẫn đang tích cực triển khai biện pháp nhằm khắc phục hạn chế hướng đến việc tiếp thu tiến bộ và triển khai sâu rộng hơn nữa vào hệ thống y tế. Theo những thông tin mới đây mình tìm được, vào ngày 6 tháng 1 vừa qua, Hội nghị khoa học cập nhật chuyển đổi số và công nghệ trong trần đoán hình ảnh đã được tổ chức với mục tiêu trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các bệnh viện tuyến trung ương với các bệnh viện địa phương đồng thời đề ra những biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế đang tồn tại bên cạnh đó hội điện quang và y học hạt nhân cũng nêu cao tầm nhìn của chuyển đổi số ngành y tế tới năm 2030 nhấn mạnh việc ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh là xu hướng tất yếu hướng đi tương lai cho nền y học hiện đại nước nhà đầu podcast đến giờ, chúng ta đã nói rất nhiều về lợi ích, vai trò không thể phủ nhận cũng như những tiềm năng to lớn của AI trong y tế. Và thực tế này khiến cho không chỉ mình mà có lẽ rất nhiều những bạn thính giả ở đây sẽ có băn khoăn, chăn trở rằng liệu trong tương lai có khi nào AI sẽ thay thế cho các bác sĩ hay không? Về vấn đề này, bà Caroline Melzer, hiệu trưởng trường đại học y, bệnh viện đại học Nam California khẳng định AI không thể thay thế thầy thuốc, nhưng thầy thuốc sử dụng AI sẽ thay thế các thầy thuốc không sử dụng AI. AI đã, đang và sẽ là trợ thủ đắc lực của các bác sĩ, giúp cho việc chẩn đoán hình ảnh trở nên hiệu quả hơn, chính xác hơn và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, các ứng dụng AI hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế để có thể đóng vai trò như một bác sĩ độc lập. Lý do đầu tiên là AI đơn lẻ vẫn có khả năng mắc sai lầm và ảo giác hallucinations khi chẩn đoán. Nói một cách cụ thể, ví dụ như nếu bạn hỏi chat GPT một câu hỏi mà nó không biết, chat GPT có thể đơn giản bịa ra một câu trả lời nghe có vẻ đúng đắn với những người không có kinh nghiệm hay hiểu biết gì về chủ đề đó. Trong y tế, điều này sẽ vô cùng nguy hiểm. Hãy tưởng tượng bạn là một bệnh nhân với những triệu chứng cơ bản và nhờ AI chẩn đoán tự động. AI có thể đưa ra một khuyến nghị hoàn toàn sai lệch khi nó hoạt động độc lập mà không có sự giám sát của các chuyên gia. Điều này dẫn đến những hệ quả xấu cho bệnh nhân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình chữa trị của họ. Một hạn chế khác đã được chỉ ra bởi bác sĩ Quy Tanawang, Trung tâm Y tế Langone, Mỹ, rằng AI không thể tham gia vào cuộc trò chuyện hoặc tương tác ở mức độ cao với bệnh nhân để lấy được lòng tin của họ, chấn an họ hay bày tỏ sự đồng cảm, trong khi đây là những phần rất quan trọng trong mối quan hệ giữa bác sĩ, bệnh nhân. Một ví dụ đã được Google thực hiện trong một cuộc gọi điện thoại giữa trợ lý AI tại hội nghị Google năm 2018. Kết quả cho thấy, các bác sĩ vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chẩn đoán bệnh, đặc biệt là trong các lĩnh vực như thần kinh học, vốn đòi hỏi sự tương tác giữa bệnh nhân và bác sĩ ở cấp độ cao và tư duy phản biện. Cuối cùng, sự phát triển và tính sẵn có của dữ liệu lớn đã làm tăng thêm mối lo ngại về các rủi ro đạo đức liên quan đến an toàn và quyền riêng tư của bệnh nhân. Việc vô tình tiết lộ thông tin nhận dạng có thể xảy ra do các hành vi cố ý phá hoại hoặc xử lý dữ liệu một cách kém hiệu quả. Ví dụ như việc hợp nhất dữ liệu về tuổi bệnh nhân, nhóm máu và chỉ số cơ thể của một người có thể đủ để xác định cá nhân đó vì vậy khi sử dụng dữ liệu lớn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lưu trữ hồ sơ y tế cần phải đặc biệt chú trọng đến vấn đề bảo mật thông tin của bệnh nhân một số quốc gia trên thế giới đã đưa ra luật để bảo vệ quyền riêng tư của công dân họ chẳng hạn như đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế ở hoa kỳ và quy định chung về bảo vệ dữ liệu ở châu âu sự phát triển của ai trong y tế đã và đang mang lại những thay đổi tích cực thậm chí đột phá cho nền y học trên toàn thế giới ai trở thành trợ thủ đắc lực của các bác sĩ đặc biệt là trong trần đoán hình ảnh giúp tăng hiệu quả công việc mang lại cơ hội sống sót cho bệnh nhân nhờ trần đoán sớm và tăng cường khả năng tiếp cận y tế ở những vùng khó khăn trong tương lai, AI trong chẩn đoán hình ảnh được kỳ vọng với nhiều hơn nữa những tiềm năng to lớn giúp ích cho ngành cũng như các bác sĩ và bệnh nhân nói riêng. Một điều đáng mừng là tại Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ AI trong y tế đã và đang được chính phủ chú trọng, xác định là một trong những mục tiêu phát triển chính của quốc gia nói chung, của y tế nói riêng. Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng và tin tưởng rằng trong tương lai không xa, y tế Việt Nam sẽ có nhiều bước tiến vượt bậc về chẩn đoán, điều trị, chăm sóc sức khỏe người dân nhờ phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Và đây cũng là phần kết của podcast Trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh, thành công và hy vọng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Toàn cầu hóa. Mình là Thu Huyền và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của chương trình.